Trong thế giới hiện đại, con người ngày càng tìm kiếm những sản phẩm không chỉ đẹp về mặt hình thức mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về tinh thần. Tượng sứ Phật Bà, tiên đồng ngọc nữ của shop gốm sứ trang trí sẽ là một trong những tác phẩm nghệ thuật đáp ứng được cả hai yếu tố đó. Sản phẩm này không chỉ là một món đồ trang trí cao cấp mà còn là biểu tượng của sự bình an, từ bi và trí tuệ, mang lại sự thanh tịnh và may mắn cho gia chủ. Sau đây mời các bạn chiêm ngưỡng clip thực tế của sản phẩm. Hình tượng Phật Bà và tiên đồng ngọc nữ trong văn hóa Á Đông là biểu trưng của sự từ bi và lòng nhân ái. Sự hiện diện của tượng Phật Bà trong nhà không chỉ mang lại cảm giác bình yên, tĩnh lặng mà còn giúp gia chủ luôn hướng thiện, tránh xa những điều xấu xa. Tiên đồng ngọc nữ, hay còn được gọi với tên gọi khác là thiện tài đồng tử, tiểu long nữ, đây là hai đệ tử thân cận với Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Hai đệ tử luôn có mặt và theo chân Bồ Tát đi rất nhiều nơi để cứu nhân độ thế, mang đến những điểm lành cho con người. Bức tượng còn được coi là biểu tượng của sự bảo hộ, mang lại may mắn và bình an cho mọi thành viên trong gia đình. Tượng sứ Phật Bà tiên đồng ngọc nữ sở hữu độ bền vượt trội và màu sắc trang nhã. Chất liệu sứ không chỉ tạo nên vẻ ngoài sáng bóng, tinh khiết mà còn dễ dàng lau chùi, bảo quản. Bên cạnh đó, sự tỉ mỉ trong từng chi tiết chạm khắc là điểm nổi bật của sản phẩm. Từ khuôn mặt hiền từ, đôi mắt từ bi, đến y phục và các hoa văn trang trí, tất cả đều được thực hiện một cách công phu, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Tượng sứ Phật Bà tiên đồng ngọc nữ không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật tinh xảo mà còn là biểu tượng của sự bình an và may mắn. Với thiết kế tỉ mỉ và ý nghĩa tâm linh sâu sắc, đây chắc chắn sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho không gian sống của bạn hoặc là món quà đầy ý nghĩa dành tặng người thân và bạn bè. Sự hiện diện của tượng Phật Bà sẽ mang lại sự thanh tịnh, yên bình và phúc lành cho ngôi nhà của bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Nếu bạn yêu thích tượng sứ Phật Bà tiên đồng ngọc nữ và muốn biết thêm thông tin, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh Gốm Sứ Trang Trí để cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.